Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 4, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 41, nhân chia với 10, 100, 1.000. Chúng mình mở sách, vở và đồ dùng học tập để bắt đầu bài học. Phần khám phá. Bạn Nam, bạn Mai, bạn Việt và bạn Robot đang trao đổi với nhau về số lá cờ được treo ở sân trường. Bạn Nam nói rằng có 10 dây cờ, có 10 dây. Và bạn Nam đếm mỗi dây có 36 lá cờ. Bạn Việt hỏi có tất cả bao nhiêu lá cờ nhỉ? Đó là ý kiến câu hỏi của bạn Việt. Còn bạn Mai thì ý kiến là lấy 36 nhân 10. Bạn robot ý kiến tớ có thể nhầm ngay được kết quả đấy. Đó là nội dung trao đổi của 4 bạn ở sân trường. Vậy chúng mình thực hiện theo ý kiến bạn Mai, lấy 36 nhân 10. Số lá cờ của một giây là 36 nhân với 10 giây, số lượng của giây là có 10 giây cờ. Ta lấy 36 nhân 10. Cách thực hiện như sau. 36 nhân 10 bằng 10 nhân 36 bằng 1 chục nhân 36 bằng 36 chục. 36 chục chính là bằng 360. Vậy 36 nhân 10 bằng 360. Khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó. 36 x 10 bằng 36 và viết thêm một chữ số 0 vào bên phải. Ta được 360. Mười hai nhân 10 thì bằng bao nhiêu? Vẫn bằng 12 và viết thêm 0, ta được 120. 78 nhân 10 bằng bao nhiêu? Bằng chính 78 và viết thêm 0 là 780. Đó. Khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó. Chúng mình nhớ chưa nào? Ngược lại, từ 36 nhân 10 bằng 360, ta có thể tính. Ta có 360 chia cho 10 bằng 36. Tại sao chúng ta lại thực hiện được như vậy? Ta lấy tích chia cho thừa số thứ hai thì bằng thừa số thứ nhất. Đúng không nào? Lấy tích chia thừa số thứ hai thì bằng thừa số thứ nhất. Vậy 360 chia cho 10 thì bằng 36. Khi chia số tròn trục cho 10, ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó. 360 chia cho 10, ta bỏ bớt chữ số 0 bằng 36. Đó. Ví dụ 120 chia cho 10, ta bỏ bớt một chữ số 0 bằng 12. 780 chia cho 10, ta bỏ một chữ số 0 đi, bằng 78. Đó, chúng mình nhớ, khi chia số tròn trục cho 10, ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó. Chúng mình đọc thuộc để chúng mình ghi nhớ, vận dụng để làm bài tập ở dạng này. B. 36 x 100. Chúng ta thực hiện 36 x 100 bằng 36 nhân mở ngoặc 10 nhân 10 đóng ngoặc. Vì 100 chính là bằng 10 nhân 10. Ta có 36 nhân 10 nhân 10 bằng 360. 36 nhân 10 viết thêm số 0 vào, ta được 360. 360 lại nhân 10 một lần nữa, ta lại thêm một số 0 nữa, sẽ là 3.600. Vậy ta hai lần được thêm 0, bởi vì ta hai lần nhân 10. Nhân 10 lần thứ nhất viết thêm một chữ số 0. Nhân 10 lần thứ hai ta viết thêm một chữ số 0.
Vậy là ta viết thêm hai chữ số 0. Vậy 36 nhân 100 bằng 3600. Khi nhân một số tự nhiên với 100, ta chỉ việc viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số đó. Thật là dễ dàng đúng không nào? 12 nhân 10 bằng 12 và viết thêm hai chữ số 0. Được 1200. 78 nhân 100 bằng 78 và viết thêm hai chữ số 0 là 7800. Chúng mình đọc thuộc và ghi nhớ. Khi nhân một số tự nhiên với 100, ta chỉ việc viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số đó. Ngược lại, từ 36 nhân 100 bằng 3600, ta có 3600 chia cho 100 bằng 36. Lấy tích chia cho thừa số thứ hai thì bằng thừa số thứ nhất. Chúng mình thấy là 3600 bớt đi hai chữ số 0 bằng 36. Vậy khi chia số tròn trăm cho 100, ta chỉ việc bỏ bớt đi hai chữ số 0 ở bên phải thì ta được thương của phép chia đó. Tương tự, phần C, ta có 36 nhân 1000 bằng 36000. 36000 chia 1000 thì bằng 36. Lấy tích chia thừa số thứ hai thì bằng thừa số thứ nhất. Và ta thấy 36000 chia cho 1000, ta bỏ bớt 3 chữ số 0 đi thì ta được thương của phép chia. Vậy là khi chia số tròn nghìn cho 1000, ta chỉ việc bỏ bớt đi 3 chữ số 0 ở bên phải số đó là ta được thương của phép chia. Tương tự, số tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu, vân vân, chúng ta cũng thực hiện như vậy. Nhận xét, khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, vân vân, ta chỉ việc viết thêm 1, 2, 3, chữ số 0 vào bên phải số đó. Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, vân vân, cho 10, 100, 1000, vân vân, ta chỉ việc bỏ bớt đi 1, 2, 3, vân vân, chữ số 0 ở bên phải số đó. Chúng mình đọc thuộc, rồi chúng mình viết lại vào vở ô ly. Để khi làm bài tập của dạng này, chúng mình sẽ vận dụng để chúng mình thực hiện. Chúng mình chuyển sang phần hoạt động bài 1 tính nhẩm. Chúng mình vận dụng kiến thức vừa học để chúng mình thực hiện bài 1 vào vở ô ly. Làm xong, chúng mình đối chiếu với bài trên màn hình của cô giáo. Cô giáo khen những bạn đã làm đúng. Bạn nào làm chưa đúng, chúng mình sửa lại. Bài 2, robot chạy 10 vòng quanh sân vận động. Biết mỗi vòng quanh sân dài 375 mét, hỏi robot đã chạy được bao nhiêu mét? Hỏi robot đã chạy bao nhiêu mét? Bài toán cho chúng mình biết điều gì? Và bài toán hỏi chúng mình điều gì? Bài toán cho biết robot chạy 10 vòng quanh sân vận động. Mỗi vòng quanh sân dài 375 mét. Bài toán hỏi chúng mình robot chạy bao nhiêu mét? Để tính được robot chạy được bao nhiêu mét, chúng mình sẽ làm thế nào? Chúng mình sẽ lấy số mét của một vòng sân nhân với số vòng, đúng không nào? Bây giờ chúng mình thực hiện tóm tắt. Một vòng 375 mét, 10 vòng chấm chấm mét. Sau đó chúng mình giải vào vở ô ly. Chúng mình giải xong thì chúng mình so sánh với bài trên màn hình của cô giáo. Nếu các con làm sai thì các con sửa lại. Còn các bạn con làm đúng là các con đã nắm rất chắc bài. Cô khen những bạn đã làm đúng.
quầy ba quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi. Trong hội trường, các hàng ghế được xếp đều nhau ở hai bên lối đi. Biết mỗi hàng ghế ở hai bên lối đi đều có 8 chỗ ngồi. Hỏi hội trường có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi? Bạn robot nói rằng có 10 hàng ghế. Đây là bức tranh minh họa. Chúng mình đọc lại, chúng mình suy nghĩ xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Bài toán cho biết trong hội trường, các hàng ghế được sắp xếp đều nhau ở hai bên lối đi. Có 10 hàng ghế, bạn robot đang đếm là có 10 hàng ghế. Và mỗi hàng ở hai bên lối đi đều có 8 chỗ ngồi. Bài toán hỏi hội trường có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi. Cách 1, chúng mình tìm số chỗ ngồi ở một bên lối đi bằng cách lấy số ghế ở mỗi hàng nhân số hàng ở một bên. Sau đó tìm số chỗ ngồi trong hội trường bằng cách lấy số chỗ ngồi ở một bên lối đi nhân với 2, bởi vì có hai bên. Đúng không nào? Cách 2, tìm số hàng ghế có tất cả. Ta lấy số hàng ghế ở một bên lối đi nhân 2. Sau đó tìm số chỗ ngồi trong hội trường bằng cách lấy số chỗ ngồi ở mỗi hàng ghế nhân với tổng số hàng ghế của hai lối. Nhân với tất cả số hàng ghế của hai lối. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình thực hiện bài giải bằng hai cách. Sau đó chúng mình đối chiếu với bài của cô giáo. Những bạn làm đúng là những bạn rất là thông minh và cẩn thận, cô khen. Những bạn nào làm chưa đúng thì chúng mình sẽ cẩn thận hơn và chúng mình sửa lại bài. Chúng mình chuyển sang phần luyện tập. Bài 1, số. Hàng thứ nhất là số bị chia. Hàng thứ hai là số chia. Hàng thứ ba là thương. Nhiệm vụ của chúng mình hãy thực hiện tính để viết được các số vào vị trí các ô hỏi chấm để được phép chia đúng. Chúng mình lấy số bị chia, chia cho số chia. Kết quả của phép chia là thương. Vậy muốn tìm thương, ta thực hiện phép tính gì? Ta lấy số bị chia, chia cho số chia. Thế còn muốn tìm số chia, thì ta lấy số bị chia, chia cho thương. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân số chia. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình tự làm bài. Làm xong thì chúng mình đối chiếu với bài của cô giáo. Cô giáo khen những bạn làm đúng với đáp án ở trên màn hình, chứng tỏ là các con rất là thông minh. Cô giáo khen. Những bạn nào làm nhầm, chúng mình sửa lại và chúng mình lưu ý tại sao chúng mình nhầm. Bài 2, số hỏi chấm. Chúng mình đổi đơn vị đo khối lượng. Chúng mình nhớ một tạ bằng 10 yến và bằng 100 kg. 1 tấn thì bằng 1.000 kg. 1 yến bằng 10 kg. Vậy đổi từ tạ ra yến, chúng mình nhân 10. Đổi từ tạ ra kg, chúng mình nhân 100. Đổi từ tấn về kg, chúng mình nhân 1.000. Đổi từ yến về kg, chúng mình nhân 10. Đó. Bây giờ chúng mình thực hiện. Rồi chúng mình đối chiếu với đáp án của cô giáo. Khi đổi từ đơn vị lớn về đơn vị nhỏ thì chúng mình nhân. Còn đổi từ đơn vị nhỏ về đơn vị lớn hơn thì chúng mình chia. Đổi từ đơn vị tạ về yến ta nhân 10. Và từ yến về tạ ta chia 10. Từ đơn vị tạ về đơn vị kg ta nhân 100. Từ đơn vị kg đổi ngược về tạ ta chia 100. Từ đơn vị tấn đổi sang kg ta nhân 1.000. Từ đơn vị kg đổi ngược về đơn vị tấn ta chia 1.000. Từ đơn vị yến về kg ta nhân 10. Từ kg ta đổi về đơn vị yến ta chia cho 10.
chúng mình lưu ý. Bài 3, tính bằng cách thuận tiện. Chúng mình sử dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để nhóm các số có tích là số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn, vân vân lại với nhau. Để ta đưa về dạng nhân một số với 10, 100, 1000, vân vân. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình thực hiện. Chúng mình làm vào vở ô ly. Làm xong chúng mình đối chiếu với bài trên màn hình của cô giáo. Đây là đáp án của cô giáo. Cô khen những bạn làm đúng với đáp án của cô giáo. Cô khen những bạn đúng là rất thông minh. Ở câu A chúng mình sẽ sử dụng, chúng mình nhóm, sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp. Chúng mình giao hoán là chúng mình đổi chỗ vị trí các thừa số. Còn kết hợp là mình sẽ lựa chọn những số, những thừa số mà nhân mà nhóm với nhau nhân để thành số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn. Vậy là chúng ta sử dụng cả tính chất giao hoán và tính chất kết hợp. 5 x 2 là 10, vậy ta nhóm hai số này lại. Ta thực hiện trước. Rồi lấy thừa số thứ nhất nhân với cái tích này. B cũng như vậy, 2 x 5 bằng 10, ta nhóm thực hiện trước rồi nhân cái tích này với thừa số thứ 3. C, chúng mình đổi chỗ, di chuyển để 2 và 5 đứng cạnh nhau rồi nhóm lại. Nhân tích này với thừa số còn lại là 392. D, chúng mình nhóm 2 với 5 và kết hợp nhân với nhau trước rồi nhân với thừa số còn lại. Bài 4, một đoàn tàu hỏa có 25 toa. Người ta sử dụng các toa tàu từ toa 16 đến toa 25 để chở hàng. Biết mỗi toa chở 12 tấn hàng. Hỏi đoàn tàu chở tất cả bao nhiêu tấn hàng? Chúng mình đọc và suy nghĩ xem bài toán cho biết gì. Và bài toán hỏi gì? Bài toán cho biết một đoàn tàu có 25 toa. Người ta chỉ sử dụng toa 16 đến toa 25. Từ toa 16 đến toa 25. Tức là sử dụng cả toa 16, sử dụng cả toa 25. Biết mỗi toa chở 12 tấn hàng. Và bài toán hỏi đoàn tàu chở tất cả bao nhiêu tấn hàng. Bước 1, chúng mình tìm số toa dùng để chở hàng từ toa 16 đến toa 25 là bao nhiêu toa. Bước 2, số tấn hàng đoàn tàu chở sẽ bằng số tấn hàng của một toa nhân với số toa. Tức là ta lấy 12 nhân với số toa. Bởi vì là mỗi toa chở 12 tấn mà, ta lấy 12 nhân với số toa. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình làm bài và vở ô ly. Làm xong chúng mình đối chiếu với đáp án của cô giáo. Nào, chúng mình giải thích cho cô tại sao lấy 25 trừ 16 cộng 1. Trong một dãy số, muốn tìm từ số nào đến số nào, ta lấy số cuối trừ số đầu cộng 1. Nhá. Từ 16 đến 25 có bao nhiêu số? Thì chúng mình lấy 25 là số cuối, trừ số đầu là 16 rồi cộng thêm 1. Chúng mình nhớ cái công thức tính như vậy. Trong một dãy số muốn biết từ số này đến số kia là bao nhiêu, thì lấy số cuối trừ số đầu cộng 1. Kết quả tính được chính là số cần, số từ số như ở trường hợp này từ 16 đến 25 có bao nhiêu số, thì ta lấy số cuối trừ số đầu cộng 1. Kết quả tính chính là số lượng số từ 16 đến 25. Vậy là có 10 số. Còn ở đây là 10 toa. Lưu ý là lấy số cuối trừ số đầu cộng 1. Bài 5. Trên đoạn đường dài 500m, cứ 10m có một cột đèn. Biết cả hai đầu đoạn đường đều có cột đèn. Hỏi trên đoạn đường đó có bao nhiêu cột đèn?
Chúng mình đọc và suy nghĩ cho cô giáo biết. Bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì? Bài toán cho biết trên đoạn đường dài 500m, cứ 10m có một cột đèn. Và biết cả hai đầu đoạn đường đều có cột đèn. Bài toán hỏi trên đoạn đường đó có bao nhiêu cột đèn? Chúng mình sẽ thực hiện như sau. Số cột đèn ở cả đoạn đường sẽ bằng độ dài của đoạn đường chia cho khoảng cách giữa các cột đèn rồi cộng thêm 1. Đó. Kết quả của phép tính chính là số cột đèn ở đoạn đường đó. Lưu ý nhé, lấy độ dài đoạn đường chia cho khoảng cách cộng 1. Chúng mình nhớ công thức. Chúng mình có thể viết công thức này ra bìa vở. Sau đó chúng mình tự làm, rồi chúng mình đối chiếu với đáp án của cô giáo. Những bạn nào làm đúng là rất thông minh. Cô giáo khen các con. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để xem được đầy đủ bộ video của cô giáo. Những ai đã đăng ký kênh thì mới xem được đầy đủ. Xin chào và hẹn gặp lại.